Chúc quý vị trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Và hôm nay là cũng là sáng mùng 2 Tết âm lịch Con Hổ năm 2022. Thì Tâm Việt Đỗ Điểm Lập xin chia sẻ niềm vui và chúc Tết đến mọi người mọi nhà. Quý vị bạn hữu đồng tu cũng như là những người dân, mọi người ai ai cũng được vui, khỏe, hạnh phúc, bình an, thân tâm thường an lạc. Thì sáng nay là sáng mùng 2 Tết phải không quý vị? Thì mùng 2 Tết. Nhưng nếu như chúng ta muốn cho lòng mình lúc nào cũng vui như ngày Tết thì chúng ta tâm mình tịnh lại và suy nghĩ những điều tích cực và bằng lòng với những gì mình đang có, trân quý những gì mình đang có. Bản thân như tôi bây giờ tôi cũng chỉ vui với Phật pháp, với con cái thì tôi cũng mãn nguyện và cảm thấy bình yên trong lòng và vui với cõi lòng mình. Thì cũng như các bạn thôi, mọi người mà ai ai cũng cảm thấy từ tâm khởi lên là suy nghĩ những điều tích cực, vui vẻ, lúc nào cũng thanh tịnh, cũng an yên trong lòng và cũng bằng lòng và trân quý những gì mình đang có, những hơi thở ở tại thế này. Thì thực ra thì ngày nào cũng Tết, không phải không quý vị? Chứ không phải là nhất thiết là mùng 1 với mùng 2 mới là Tết. Thì theo cảm nhận của tôi thì tôi cũng muốn là chia sẻ từ tâm để cầu chúc đến ba gia ba tánh, mọi người mọi nhà trong và ngoài nước ai ai cũng vui, cũng khỏe, cũng an lạc và khởi lên từ tâm lúc nào cũng bình an, vui vẻ. Thì ngày nào cũng mùa xuân, ngày nào cũng Tết, phải không quý vị? Thì bản thân như tôi thì tôi cũng vui với cha với mẹ, với thần Phật thánh tiên long thần hộ pháp chư tôn sư tổ bồ đề Đạt ma. Tôi cũng cứ đi về rồi đi đâu về đâu làm gì thì tôi cũng cứ nghĩ trên đầu ba tấc là có thần Phật thánh tiên, có cha mẹ, cha trời mẹ đất. Rồi tôi đi đâu tôi cũng nghĩ đến, cũng trong lòng cũng hào hứng, cũng vui và cũng được, cũng cứ suy nghĩ là sẽ có cha mẹ xoay chuyển và độ cho. Thì tôi ngày nào tôi cũng thấy vui các bạn, ngày nào tôi cũng thấy Tết mà ngày nào tôi cũng thấy là mùa xuân. Thì không biết là các bạn có suy nghĩ như tôi không? Chứ không phải là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 mới là Tết. Thì đúng ra là mùng 1, mùng 2, mùng 3 là Tết Nguyên Đán, mình đón mình đưa. Nhưng mà trong tâm mình khởi lên vui và tịnh tâm, tất cả là do tâm khởi. Thì nói về tâm là muôn vạn pháp mà các bạn. Thì tâm mình bình an, an yên tự tại thì lúc nào là cũng là mùa xuân, cũng là Tết phải không các bạn? Thì ngày Tết thì tôi cũng chia sẻ với quý vị là những điều, những ngày, những niềm vui chứ cũng không nói gì đến những chuyện ngoài niềm vui cả, phải không quý vị? Vui là chính, rồi tu hành là phụ, rồi làm giàu nữa thì phải có sức khỏe, tâm mình an yên tự tại thì mình sẽ khởi sắc được nhiều thứ. Có thể là từ cái tâm của mình khởi lên là mình an yên tự tại, mình vui vẻ, mình biết điều tiết mọi hoạt động thì mình cũng khởi lên là vui rồi. Khi đã vui rồi thì mình có nhiều khởi sắc thì mình muốn làm giàu hoặc mình muốn giữ hồng nhan, trang trí cho mình cái nét đẹp của tâm hồn, của hình tướng thì lúc đấy mình có khởi lên thì mình mới có nhiều khởi sắc để sáng tạo ra nhiều cái mục tiêu trong cuộc sống. Cũng như là cái năm nay là năm 2022 thì cũng cầu chúc cho quý vị trong và ngoài nước like, đăng ký, ủng hộ kênh để tôi có niềm vui, vinh hạnh. Và đến sang năm 2022 con hổ này thì cũng có nhiều hữu ích chia sẻ với quý vị. Có những cái tôi cũng muốn khởi lên từ tâm chia sẻ trước để quý vị biết mà tránh. Thì bữa nay là đang đầu xuân năm mới và cũng là mùng 2 thì tôi cũng chỉ gửi lời chúc đến quý vị
là quý vị thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, và nói những lời vui. Chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tấn sức khỏe. Sáng nay tôi cũng rời nhà huyện thì tôi có chúc ba cháu ở huyện là cũng như lời chúc vừa rồi thì con tôi lại lái lại vào lời tấn là tấn tạ. Thì thực ra là bữa nay là mùng 2 Tết, nhưng mà nếu như là ngày nào thì với tôi thì ngày nào mà tâm an yên bình tự tại mà bằng lòng và trân quý với hơi thở của mình đang còn tại thế mà cha trời mẹ đất đã ban tặng thì ngày nào cũng là Tết, phải không quý vị? Nếu như chúng ta biết trân quý cuộc sống này thì ngày nào cũng mùa xuân cũng Tết cả. Nhưng cái sự trọng đại này thì là hôm nay là mùng 2 Tết thì mới cũng là rất chi là trọng đại về mùa xuân. Thì hôm nay thì tôi cũng về làm Tết ở dưới huyện. Thì ở trên này thì tôi cũng có trình với cha mẹ bề trên, rồi thần Phật thánh tiên để tôi cũng ở trên nhà này thì tôi cũng quay cha quay mẹ một chút để quý vị cũng hiểu cho tôi. Và tôi cũng đây là cha mẹ bề trên của tôi, thì đây là cũng cho cha mẹ cùng đón Tết với mọi người trên quả địa cầu này, rồi thần Phật thánh tiên, long thần hộ pháp, chư tôn sư tổ, Bồ Đề Đạt Ma. Thì đây là tôi quay một chút về đây là nhà trên phố. Còn hôm qua thì tôi có về huyện để đón Tết ở dưới huyện. Thì hôm nay thì mùng 2 thì lại có mặt ở phố. Nói chung là cuộc sống của tôi thì bây giờ cứ như thế mà tôi lại cảm thấy bình yên và vui và hạnh phúc đó các bạn. Ngày nào cũng xuân, ngày nào cũng Tết và ngày nào cũng như hoa đấy các bạn này. Thì chúc các bạn cũng có nhiều khởi sắc, vì là tôi cũng thích được thành lập một cái kênh này. Thì nếu có thành công và được chia sẻ với quý vị những lời hữu ích kịp thời thì cũng mong được sự hợp tác, nắm tay nhau yêu thương và động viên like, đăng ký ủng hộ kênh thì tôi mới có thể vào trực tiếp được. Chứ bản thân tôi bây giờ thì cũng chưa vào trực tiếp được, cũng chỉ là quay video rồi up lên. Thì mong quý vị like, đăng ký ủng hộ kênh thì để tôi có động lực tinh thần để được vào trực tiếp chia sẻ với quý vị. Và hôm nay là mùng 2 Tết thì tôi cũng chỉ biết chia sẻ với quý vị về tiêu đề làm sao để lòng mình bớt khổ. Thì khi lòng mình bớt khổ là mình cảm thấy an yên tự tại, vui với những cái gì, những gì mình đang có. Có thể mình nghèo một chút nhưng mà tâm mình thanh tịnh, trong sạch thì an yên thì cũng là vui đó các bạn. Chứ nếu như chúng ta giàu mà chúng ta ngồi trên đống vàng hoặc đống lửa hoặc nhà lầu xe hơi mà chúng ta vay mượn nặng lãi hoặc là nợ nần hoặc là dính líu gì đến xã hội đen, hoặc chúng ta có những cái suy nghĩ nói chung là tiêu cực á, thì năm mới tôi không có muốn nói đến, nhưng thì chúng ta đừng có chúng ta bỏ đi những cái vấn đề tiêu cực và xa lánh những vấn đề tiêu cực để tiến tới những vấn đề tích cực. Thì lúc nào cũng là mùa xuân. Tuy hôm nay là sáng mùng 2 Tết nhưng nếu chúng ta suy nghĩ tích cực, tâm an yên tự tại thì ngày nào cũng Tết và ngày nào cũng xuân, phải không quý vị? Thì đây là tôi lên video để chia sẻ cho chúc ngày mùng 2 Tết quý vị nhé. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, và cho tôi một like, một đăng ký ủng hộ kênh để tôi có nghị lực chia sẻ với quý vị những thông tin hữu ích ở những video tiếp theo. Bye bye. Chúc quý vị see you again. Hẹn gặp lại.